chào mọi người. Hoa Rapper đây. Tôi chính là MC quen thuộc của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao, được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục là những hình ảnh tổng hợp và những khoảnh khắc thật là thú vị và vui nhộn của những nghệ sĩ và những khán giả hâm mộ đến tham gia chương trình và nấu ăn cho thần tượng mình ăn. Bây giờ chủ đề nào sẽ xuất hiện tại tập phát sóng này? Xin mời quý vị chào đón nhân vật sau đây. Đó, dễ thương đáng yêu quá. Thịt bò chính là một trong những món ăn không thể thiếu trong những bữa cơm của gia đình Việt. Và chắc chắn là với món nguyên liệu chính này sẽ tạo nên một kho tàng rất nhiều món ăn đa dạng và phong phú liên quan đến thịt bò. Và chắc chắn đây chính là một trong những món ăn khoái khẩu của các nghệ sĩ khi đặt hàng món ăn. Bây giờ xin mời quý vị đến với đơn đặt hàng của anh Trương Thanh Long. Chà, trai đẹp sẽ ăn món bò nào đây? Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lộ diện hai món ăn đó ra. Trong hai món ăn này thì bạn Huyền Trang là người đã chiến thắng ở thử thách cuối. Bạn có quyền lựa chọn một trong hai món này đúng với sở trường của mình. Đây, hai món ăn. Một bên là bò cuộn nấu kim châm, một bên là tôm trứng muối. Cả hai món đều rất thơm, rất bổ dưỡng. Thì theo kinh nghiệm của một người phụ nữ đã có gia đình thì em chọn món nào? Theo như nãy giờ em được nghe anh Long chia sẻ thì anh Long vẫn thích là những hương vị đậm đà hơn, thì em sẽ chọn tôm trứng muối. Tôm trứng muối, nghe trứng muối thấy mặn mà đậm đà đó. Wow, như vậy chúc mừng bạn. Nào, giữ lấy tờ giấy này, đặc biệt là nét chữ của anh Long nha, quý lắm nha. Như vậy là món bò cuộn nấm kim châm sẽ thuộc về em. Dạ. Nghe thì có vẻ đơn giản đấy, nhưng mà chế biến làm sao đúng với khẩu vị của anh Long mới là điều khó khăn. Không chỉ là có sự xuất hiện của Trương Thanh Long trong tập phát sóng ngày hôm nay đâu quý vị à, sẽ còn sự xuất hiện của những nam thần khác nữa. Đó chính là diễn viên Anh Tài và diễn viên Lê Huỳnh. Anh Lê Huỳnh mà em nói anh nam thần thì anh có giận em không ta? Không sao hết. Miễn sao là giữ phong độ được như ngày xưa. Đẹp trai, rồi năng lượng tích cực dồi dào, đều là nam thần hết. Bên cạnh đó là đơn đặt hàng cũng rất là thú vị. Anh Tài thì thích món bò nấu đậu, còn anh Lê Huỳnh thì thích món bò bít tết. Ngày hôm nay anh Tài đã đặt hàng, một bên là mực nhồi thịt chiên giòn. Trời ơi, hải sản. Một bên là bò nấu đậu. Rồi, xin mời cô gái xinh đẹp Nhật Lệ, bạn hãy chọn một trong hai. Em chọn bò nấu đậu ạ. Tại sao? Em thấy bò nấu đậu là một thực phẩm rất tốt cho những người tập gym mà em thấy anh Tài. À, anh cần bò đúng không? Cần bò. Như vậy là đương nhiên món còn lại, mực nhồi thịt chiên giòn sẽ thuộc về bạn Tường Vi. Một bên là steak, có nghĩa là beef steak, là món bít tết. Một bên là tôm sốt bơ. Em chọn món nào? Em sẽ chọn món này. Món là steak ha, dạ. Bít tết ha. Tại sao? Tại vì em nghĩ là anh Quỳnh á, thì ở bên Mỹ chắc ăn steak rất là chuẩn. Dạ, em sẽ làm thử coi là anh xét cái món này như thế nào. Dạ, mà em có từng làm món này chưa? Dạ chưa. Trải nghiệm. Dạ vâng. Phải có một lần trải nghiệm. À, ok, xê quê đâu cưng? Dạ em ở Quảng Nam. Quảng Nam, bữa nay mình ăn tôm Quảng Nam sốt bơ nha. Của em thành công nha. Chứ cái món này là mà anh thấy nó hơi phức tạp hơn món này nha. Dạ. Xê nha. Tất cả những thực đơn, những món ăn mà các thực khách chúng tôi mong muốn được thưởng thức qua từng tập phát sóng cũng đã giới thiệu rồi, liên quan tới bò cũng khá nhiều đó quý vị. Và bây giờ sẽ là phần giới thiệu của những vị đầu bếp rất là trẻ tuổi. Đây chính là những khán giả hâm mộ mong muốn nấu ăn cho những nam diễn viên, nam nghệ sĩ của chúng tôi thưởng thức. Và bây giờ Hoài Đức Bơ sẽ mời ra đây sự xuất hiện của hai bạn fan hâm mộ. Anh đợi chút nha. Nào, hai người đẹp ơi, xin mời sự xuất hiện của bạn Phương Quyên và bạn Huyền Trang, xin mời. Hello. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn. Sao anh? Chính cho em cũng không ngờ là chương trình casting chọn ra hai bạn fan dễ thương quá. Dạ, xin mời em giới thiệu đôi nét về mình. Dạ, em tên là Phương Quyên ạ. Hiện tại em đang làm công việc trợ lý giám đốc. Wow. Em tên là Huyền Trang, hiện tại em đang là kinh doanh spa. Các bạn có cái tình cảm như thế nào, đặc biệt ra sao dành cho nghệ sĩ Trương Thanh Long ạ? Trước đây em cũng có xem một cái bộ phim Những Cô Gái Chân Dài thì em đã biết ảnh từ cái đợt đó. Và sau này cũng theo dõi và biết ảnh là một nhà thiết kế và cái gu của ảnh ăn mặc rất là style. Đúng nên vậy. Em rất là hâm mộ. Dạ, cảm ơn em. Còn với em thì sao? Em cũng biết ảnh qua cái bộ phim Những Cô Gái Chân Dài, xong rồi biết là
anh đã từng theo học ở trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai. Đó là quê nhà của em. Ủa vậy hả? Dạ. Ô, cùng quê. Về việc ăn uống nãy giờ chắc tụi em cũng có nghe sơ sơ rồi đúng không? Dạ. Thì cảm thấy hơi hồi hộp không Quyên ha? Dạ em cảm thấy quá hồi hộp luôn anh. Tại vì không biết là nếu mà mình nấu nướng như thế nào mà để hợp với khẩu vị một người khó tính như vậy. Còn với Trang thì sao? Theo kinh nghiệm từ đầu thôi ạ. Ví dụ như hôm nay mình nấu món này chưa tốt hoặc là không đạt khẩu vị thì mọi người sẽ cho ý kiến, vì mỗi người một khẩu vị khác nhau ạ. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón sự xuất hiện của hai bạn fan hâm mộ ngày hôm nay. Hai bạn nữ rất đáng yêu, Nhật Lệ và Tường Vi. Đây, trời ơi, yêu quá. Chào hai bạn, mời hai bạn ngồi. Mời em. Mời em. Chà, dễ thương quá. Xin mời hai bạn giới thiệu đôi nét về mình nào. Mời bạn. Em chào anh Hoàng, chào anh Tài. Em là Nhật Lệ. Em hiện tại đang hoạt động và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn bạn. Xin mời bạn. Dạ, em chào anh Tài, em chào anh Hoàng, chào khán giả. Em tên là Tường Vi và hiện tại cũng đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Wow, như vậy là hôm nay gặp gỡ anh Tài cũng là một diễn viên có nhiều kinh nghiệm rồi. Em có muốn hỏi gì anh Tài không nè? Tại vì em biết là hôm nay là anh Tài là khách mời thần tượng của em nữa nên là cũng chuẩn bị câu hỏi rất là nhiều. Em cũng biết anh là trước đây là làm ca sĩ xong rồi lớn sân sang diễn viên, cũng không qua trường lớp anh, thì anh có những cái kinh nghiệm gì hay như thế nào không ạ? Khó lắm, cái khó khăn nhất là anh hay bị người ta hỏi cái câu đó lắm. Ủa hồi xưa anh làm ca sĩ mà bây giờ anh diễn viên luôn vậy? Nhưng mà anh nói cho em nghe, cái này là nghề chọn mình. Nhưng mà cơ bản là ca sĩ hay là diễn viên gì cũng đang làm nghệ thuật hết. Ở cái nghề của mình đó gọi là năng khiếu. Nếu như mình có năng khiếu cộng với mình có cơ hội thì nhất định mình sẽ làm được. Để uống nắng một người không biết gì hết nó dễ hơn là uống nắng một người đã biết quá nhiều thứ. Cảm ơn câu hỏi rất là hay của em. Như vậy thì với Nhật Lệ thì cái ấn tượng của em ra sao đối với anh Tài? Thật sự là em rất là nể phục anh Tài. Bởi vì là anh Tài vừa có thể hát được vừa có thể diễn được. Con đường nghệ thuật thì lúc nào cũng đầy chông gai. Quan trọng là người nghệ sĩ phải đầy đủ những cái bản lĩnh. Giống như là Tài đây. Thì làm sao để hai bạn nữ ngày hôm nay nấu những món ăn ngon để dành tặng cho Tài, thì chúng ta sẽ khám phá bởi những phần vượt thử thách khác nhau. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng khám phá khẩu vị ngôi sao với từng tập phát sóng qua sự xuất hiện của rất nhiều nghệ sĩ nam. Với những món ăn liên quan tới bò thì chắc chắn là cái gia vị được nêm nếm ra sao sẽ được tiết lộ qua những từ khóa ẩn chứa sau những ô số bí mật. Với những ô số này thì mỗi người chơi, mỗi khán giả hâm mộ sẽ vượt qua thử thách bằng những câu hỏi hay là thử thách đối kháng bằng những trò chơi vận động. Nhưng mà quan trọng hơn hết là các từ khóa này sau khi lộ diện khiến cho chúng tôi cũng khó đoán lắm. Ví dụ như là anh Trương Thanh Long, anh có một cụm từ khóa là yêu bất chấp. Chà, cứ tưởng rằng là anh ấy đang muốn chia sẻ cái câu chuyện tình cảm cá nhân của mình chứ. Nhưng mà hóa ra không phải, anh ấy yêu bất chấp. Món ăn nào đây? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Và bây giờ xin mời bí mật bên trong ô số 3. Yêu bất chấp. Thật ra thì cái từ yêu bất chấp này là nó là kinh nghiệm ăn uống của Long thôi. Anh yêu đồ ăn. Yêu đồ ăn là yêu đồ ăn. Thật ra thì Long luôn có một cái tình yêu với lại những món ăn mà bà nội Long nấu. Đây là chia sẻ. Từ nhỏ lớn thì Long có cái thời gian mà ở sống với bà nội nhiều hơn. Và đó là một cái giống như là một cái thói quen ăn uống luôn. Thì bà nội chỉ nấu những cái món kiểu rất là bình thường. Thật ra là sẽ không có cao lương mỹ vị gì hết. Nhưng mà cái vấn đề là cứ mỗi lần mà bà nội nấu thì mình đều cảm thấy là những cái món ăn đó nó rất là ngon. Khi mà mình lớn lên, khi mà mình đi làm và mình xa gia đình rồi mình không có ở chung với lại bà nội nữa thì mình luôn nhớ về những cái món ăn. Đôi khi mình đi ra ngoài đường mình cũng chỉ là nhìn những cái món đó và mình chỉ mong ước là nếu mà món đó bà nội mình nấu thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Chữ yêu bất chấp đó là dù bản thân sau này khi mà bà nội Long lớn tuổi rồi bắt đầu cái khẩu vị về nêm nếm cũng như là tại khi người là người già rồi thì họ sẽ nêm nếm kiểu khác với lại hồi mà họ còn tinh tường. Thì có thể là sẽ quá mặn hoặc là quá nhạt, thậm chí là nó đáng ghét luôn á. Nhưng mà bản thân là mình vẫn cứ ăn. Nội nấu là ngon. Nội nấu là ngon. Như vậy thì cái hương vị và cái khẩu vị ra sao để khiến cho anh nhớ về nội nhiều nhất? Cái vị đó như thế nào? Nó ngọt, nó mặn, nó đậm đà hay như thế nào? Gia đình Long thì gốc của gia đình Long thì là người Bắc. Chính vì vậy những món ăn thì thường đa phần nó sẽ có cái vị nó hơi đậm đà một tí. Phải bây giờ hỏi câu này để mình khám phá ra khẩu vị ưa thích của anh Trương Thanh Long. Dễ thương quá. Hóa ra là anh Trương Thanh Long rất là mê những món ăn mà bà của mình nấu. Và chắc chắn là tình cảm gia đình luôn là một trong những chìa khóa để mang lại cái vị ngon, sự hạnh phúc trong mỗi bữa cơm. Và với diễn viên anh Tài cũng vậy. Với từ khóa ẩm thực lúc nửa đêm đã nhắc lại khá nhiều kỷ niệm đẹp và thú vị của anh ấy cùng với mẹ của mình. Theo thứ tự số 2. Wow, tuần tự đàng hoàng. Số 2, ẩm thực lúc nửa đêm. Hồi nhỏ gia đình rất là khó khăn. Mẹ em phải một mình đi làm nuôi ba đứa con. Lúc đó ba mẹ không ở với nhau. Cứ mỗi lần vào lúc khoảng 2 giờ mấy gần 3 sáng
là tụi em đang nằm ngủ thì má em đi xe về. Má chạy xe về, tiếng xe nổ bùm 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 là tụi em bật dậy hết, cả nhà bật dậy hết, mở đèn ra lấy cái chảo để ra, thế là mẹ đổ đồ ăn xuống. Mẹ em làm ở nhà hàng cho nên tất cả những cái món mà người ta ăn còn sót lại á, mẹ sẽ gom hết. Đủ thứ các món hết, đổ ra, nào là tôm, nào là gà, đồ này nọ, mỗi thứ ít. Thế là cả nhà bu nhau ngồi ăn. Bạn cũng không cảm thấy tự ti hay mặc cảm vì những điều đó? Em không cảm thấy tự ti mặc cảm gì hết á. Chỉ là sau này lớn lên á, thì tự ra một cái nguyên tắc cho mình là không bao giờ để cho bản thân mình ăn khổ. Trừ những trường hợp là mình làm việc thì mình phải chịu thôi. Gia đình mình phải ăn những cái gì ngon nhất, lạ nhất, độc nhất. Chúng ta thấy Tài là một chàng trai ngoài tài năng về nghệ thuật còn rất là thương mẹ, rất là hiếu thảo nữa. Anh Tài thật sự là một anh chàng sống rất là tình cảm, nhưng bên cạnh đó cũng rất là thông minh và tinh tế lắm. Khi mà anh Tài lại giới thiệu tiếp tục từ khóa tiếp theo, đó chính là biến khẩu vị thành kinh doanh, để giới thiệu nghề tay trái của mình là kinh doanh về ẩm thực và ăn uống. Rất là ngon miệng nha quý vị. Biến khẩu vị thành kinh doanh. Ai chà, nghe rất là nghiêm túc ha. Đúng là do cái khẩu vị ăn uống của mình nó khắt khe. Mình muốn ăn ngon á, cho nên đi ăn khắp nơi. Xong rồi có những chỗ mình thấy nó ngon thật sự, nhưng có những chỗ nó không ngon. Mà sao người ta bán lại được quá. Nếu như mình cứ đi vòng vòng, ngày nào mình cũng đi kiếm đồ ăn ngon vậy, tại sao chẳng thà mình bán đồ ăn ngon luôn đi. Thì nhà em có mở một cái quán bán về hải sản. Ngọc Ánh lời nhất ha. À lúc đó anh chưa quen vợ em nha. Đúng rồi. Bán cũng được khoảng 2 năm mấy á, thì trời vật thương là em dẹp. Rồi lúc đó em mới có thời gian em đi gặp vợ em. Sao uổng vậy? Khi mình bắt đầu vô làm mình mới thấy nào là nhân viên, nào là bếp núc. Rất nhiều loại chi phí khác nhau đè nặng. Vừa rồi là hai diễn viên nam trẻ tuổi điển trai. Còn đối với diễn viên gạo cội và vẫn phong độ là anh Lê Huỳnh, thì anh ấy sẽ có từ khóa nào mà gắn liền với một kỷ niệm đáng nhớ của mình hay không? Đương nhiên là có rồi. Một lần và mãi mãi là từ khóa mà anh Lê Huỳnh muốn giới thiệu, liên quan đến một món ăn phải ăn tươi sống cùng với mù tạt nó mới hấp dẫn nha quý vị. Xin mời số 2. Một lần và mãi mãi. Anh nhớ nó có một lần là anh đi ăn ở ngoài một cái nhà hàng ngon lắm. Dạ vâng. Thì vô đó anh mới kêu một dĩa tôm, tôm sú sống. Đó nữa rồi. Tôm sú sống chấm mù tạt. Đó. Anh mê cái đó lắm. Cái anh ăn vừa đem ra cái anh gấp anh ăn liền. Tê tê. Vừa xong cái anh tê luôn. Tê môi luôn. Mặt xanh lè, môi tím ngắt. Trúng thật. Cái anh mới đi lên xe taxi chở thẳng vô bệnh viện. Đúng y chang vô đó anh ta nói bị trúng thực. Dạ, nguy hiểm quá. Uống thuốc về, vô nước biển nguyên đêm về mới hết. Như vậy là với cái kỷ niệm đó giúp cho chúng ta biết được là anh không ăn đồ sống được. Không ăn đồ sống nữa. Dạ, mà đã đoán được cái thử thách ngày hôm nay là gì rồi. Chắc chắn là sau khi chúng ta thưởng thức những khoảnh khắc mà các nghệ sĩ khách mời giới thiệu về từ khóa liên quan đến gu ăn uống của họ, thì sẽ là một cái phần thử thách dành cho MC. Chắc là lần này bắt MC ăn tôm sống với mù tạt. Trời ơi, một khoái khẩu của em đâu có sợ. Nào, xin mời tôm sống, mù tạt đâu. Trời ơi, nguyên mùa này chưa được ăn luôn á, thèm muốn chết luôn à. Tôm sống đây sao? Mù tạt đây sao? Gì kỳ vậy? Sao tự nhiên chưa cho ăn gì hết, bắt trời. Được, thử thách của em rất đơn giản. Em sẽ chui vô ba bố này và làm sao suốt truyền bằng mọi cách, bằng chân của mình để đưa bóng đi qua vạch là được. Trời, đơn giản. Bây giờ em phải cố gắng làm sao mà ghi được 3 trên 5 trái thành công là được. Cái bà bố này nó dướng chân quá mọi người ơi. Qua vạch nha. Ê. Sao mà sút được, nó dướng lắm luôn. Quá. Quá. Thích. Chút. Yeah. Ba trái đạn. Ghê. Còn mấy giờ em sút hai chân nha. Ủa hai chân là chân nào, chân trụ trời. Hay quá. Có kinh nghiệm. Cái này đá làm sao ra? Giật gót cho nó kiểu cách như Ronaldinho. Giật gót. Em đi xa anh quá. Không sao hết. Dù sao thì em cũng đã thực hiện 3 trên 5 trái rồi. Đó quý vị thấy không? Mỗi trò chơi thử thách của Hậu Vị Ngôi Sao luôn mang lại sự khó khăn. Và chắc chắn là những thử thách này rất là mới, với sự sáng tạo, thông minh của ban biên tập. Ánh mắt yêu thương
ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những trò chơi vận động dành cho những người chơi cũng như là những nghệ sĩ ngôi sao mà tham gia cùng với Khẩu vị ngôi sao, quý vị nhé. Đó chính là Trương Thanh Long, Anh Tài và Lê Huỳnh. Và bây giờ sẽ là một cuộc thi vận động trường, khi mà hai cô gái chúng tôi với nhiệt độ căn phòng chỉ có 16 độ nhân đôi thôi, các cô ấy chui vào cái túi ngủ này để làm sao di chuyển những trái bóng này để có thể xuất vào bên trong một trong những chiếc vòng đang sắp đặt ở sẵn ở đó. Ai có được trái bóng của đội mình mà nằm gọn trong cái vòng, bất cứ vòng nào diện tích bao nhiêu cũng được, là người đó giành được quyền ưu tiên lật ô số 3. Sẵn sàng nha, chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Đến lên, hai khán giả đang cổ vũ cho em nè. Ôi, hay quá mời, có ngay vậy thấy chân quá rồi đó. Ê, giờ sao rồi? Sao rồi? Rồi. Nó thoát ra hả? Mình gom bóng về cho người đẹp. Em cứ gom bóng kia đi. Lên luôn. Vô giữa. Ừ. Ai đây? Đá lại. Đá lại. Rồi lên luôn đi. Nhẹ thôi, tới đây là mình nhẹ thôi. Ừ, để nó tự lăn. Ừ. Rồi. Giống dễ nữa. Ở trái lần nữa rồi. Ba trái lần nữa. Rớt rồi kìa. Ủa em chìm ném bóng vậy? Em không được rớt mà. Cái này không tính nha, không có đá. Đúng rồi, không tính. Hay quá. Rồi kìa. Ráng lên rồi lại vô luôn. Nhẹ nhàng. Ôi, rồi xong luôn, dọn về đi lấy về cho. Giờ chuyền lại, chuyền lại. Chuyền luôn. Ráng lên em ơi. Đá lại cũng được cái thôi. Ai nào? Wow. Xin chúc mừng bạn Nhật Lệ. Như vậy là ba trái bóng màu đỏ của bạn đã nằm gọn bên trong vòng. Hai người đẹp mang ba bố thân mến. Dạ. Chúng ta đã mường tượng được trò chơi rồi đúng không nào? Với thử thách này thì ai đi ba bố khéo léo và nhanh chóng đem được về cả ba cái lá cờ này về đích là coi như là giành chiến thắng. Mỗi lượt di chuyển chỉ được lấy một lá cờ thôi. Như vậy chúng ta sẽ có ba lượt di chuyển nha. Anh Huỳnh, anh đếm đi. Để em chuẩn bị chưa? Dạ rồi. Rồi, bắt đầu nghe. Dạ. 1, 2, 3 bắt đầu. Trời ghê vậy. Ôi, nhanh vậy. Ủa, thỏ con. Dạo phố. Dạo phố hả? Đi lẹ lên. Cái gì vậy trời, đi giao giao hủ nữa. Nè, dư năng lượng quá hen. Thời gian không có nhiều mà. Đi lẹ nhanh để đó. Chạy tiếp. Ủa, dễ bao bốn mà. Trời, giống như đi chợ gì trời. Bé kia là rùa, bên này là thỏ. Đừng chủ quan nha. Bắt đầu là Nhìn rùa. Vậy có gì thắng đó, lẹ đó, có gì còn cái nữa nè. Thôi đó, gọn gàng hết sức rồi. Ủa đi đâu vậy? Nhà quần binh mới chịu. Dễ thương. Rồi, chúc mừng hai bạn. Để coi chị em tồn tại được bao nhiêu lâu hen. Nhưng mà với phần thi vừa rồi là hai bạn gần như là tương đương sức với nhau. Nhưng mà anh Thi thì sớm hơn một nhịp một tí. Nên anh Thi, bạn giành chiến thắng. Chúc mừng bạn. Bây giờ em cần nước mắm nên là em nhờ anh Tài là chỉ được ngửi đoán tên 5 loại trái cây. Cái này thì ok em. Tài cần nước mắm đúng không? Dạ. Ok. Bây giờ em không đoán được cái trái nào là em phải tự ăn trái đó đúng không? Ok, bây giờ sẽ là trái đầu tiên nè. Trái này cực kỳ quen thuộc luôn. Chua. Thôi. Chính xác. Ui, trái này quá quen thuộc luôn. Nhưng mà cái mùi hơi khó đoán. Để sát vào với cái trái này ít mùi lắm. Mận, giỏi. Cứng. Thôi, ổi, chính xác. Ai cho lấy mũi quẹt như gà. Rồi, chuẩn bị trái tiếp theo. Trái nhiều vậy, giống trái mít. Cái này làm gì nhỏ như vậy? Cái này hơi khó, tâm ra là tôi cho Tài được quyền nếm luôn. Không có mùi, làm gì có cái trái nào mà không có mùi. Mới nếm. Anh nói gì đó. Này, trái đàng hoàng nha. Chưa hấu. Giỏi. Hết chưa? Còn trái nữa là được 5 trái nè. Ghê. Rồi, ngọt trái táo. Trái táo chính xác. Như vậy là 5 vị của 5 trái cây đã được đoán chính xác. Chúc mừng. Họ cô ấy làm luôn. Hình như là mấy bạn này kêu trợ giúp là chỉ để cho vui thôi. Vui thôi. Mấy bạn tự bóp làm luôn rồi. Chắc thủ thời gian mà. Trời ơi, cái sao vậy? Anh Hoàng ơi, em có cái ớt chuông. Em phải sử dụng ớt chuông, không? Trong ớt chuông có nó thử thách rồi. Em thấy anh nha.
mồ hôi còn chưa kịp khô nữa em. Rồi, ráng. Ok. Bắt hết cộng rồi, trong ấn chuông có thử thách gì nè, em đọc to dạ, lên. Dạ, bạn hãy chui vào trong túi ngủ và lăn đến nơi đặt gia vị để lấy về cho người chơi. Xong luôn, này là không phải toát mồ hôi nữa mà là xong hơi. Nào, xin mời anh chui vào túi để ngủ. Ngày hôm nay thì Long nhất quyết là khỏi phải đi tập thể dục luôn. À, cái ăn túi này xong rồi ở đây lên đến đây tập thể dục bao luôn rồi. Êm, dân đi phượt mà ở Đà Lạt nữa là quá quen thuộc với tình thức là túi ngủ. À, chưa, để em giúp anh. Vô. Cố lên anh ơi. Ok. Rồi lăn đi anh. Hey, đúng rồi. Lăn đi. Vô. Lăn nào. Lăn cái gì á. Quan trọng mình phải lăn về cái vị trí khổ chủ. Ôi trời ơi, trời. Anh thấy được cái đất chưa anh? Anh không thấy gì nữa. Rồi, bây giờ anh okay. Cố gắng nha. Trời ơi, anh nhìn anh như một cái ngén như đó, ngén mà từ sâu quá. Cái kẽ luôn, cái kẽ luôn. Lăn à. Cái này mới khó nè. Lăn. Ráng anh. Chưa, phải lăn nữa. Lăn mà cao tận tay thì đẹp kìa. Lăn vào bếp mà bây giờ mới lăn cái tủ lạnh à. Hay quá em ơi. Em run quá không dám lấy luôn anh. Ừ, thấy chút buồn nha. Anh ơi, em có một thử thách. Trời gì ơi, không cho người ta nghỉ ngơi luôn á. Dạ. Đọc đi. Bịt mắt, nếm và đoán đúng tên 5 loại gia vị. Đầu tiên coi dừng đổ nha anh. Đây là cái muỗng nha, coi dừng đổ nha. Thẳng cái muỗng nha. Đưa lưỡi ra. Đúng rồi. Nếm coi. Ừ, cái đó cái gì nè. Muối gì? Muối tôm, chính xác, muối tôm. Rồi đây, cái thứ hai. Đổ nha, coi dừng đổ nha. Cái này sáng nào uống cà phê hết đường. Đường, chính xác. Cái này để em cầm giùm anh, này lè lưỡi đi chứ em sợ đổ quá. Đó. Bánh mì pate xịt vô ngon lắm, nước tương chính xác luôn. Anh này quá, này em sợ đổ quá, sợ dính vô quần chết á, giờ quần á, liếm đó. Ăn phở này nọ nó bỏ vô tương ớt. Dạ, chính xác. Ráng lên còn cái cuối nè. Cái cuối hả? Cái này là nó phải há to ra. Vậy rồi, nhầm. Anh Quỳnh ơi, giờ anh đụng cái lưỡi vô anh cũng không biết nó là cái gì được. Rồi anh thấy lại ánh sáng đi. Thương anh đúng không? Thương mà đúng không? Em ác vô hoàng ơi. Món gì vậy anh? Món ăn với sushi. Là gì? Cá sống Bù Tạc. Thương quá. Trời ơi. Trời ơi, một dự thi cảm động rớt nước mắt. Anh ơi, em còn một thử thách nữa. Đó là tạo 5 dáng chụp hình độc đáo cùng MC của chương trình. Trời ơi, em éo cái mặt mày anh bây giờ nè. Nói vậy mà kêu chụp hình tạo 5 dáng. Nào, anh em chứng tỏ là mình là đàn ông bản lĩnh. Dù có cay đắng như thế nào, đời đối xử chúng ta ra sao mình cũng phải sưng sững lên. Đi ngang lên chụp hình nha, tạo dáng chụp hình nha. Dáng thứ nhất. Dáng thứ hai. Nam tính hơn nào. Dáng thứ tư. Và dáng cuối cùng tạo trái tim. Rồi, 5 dáng rồi, cảm ơn anh Quỳnh. Xong rồi nó cưng ơi, em xài món gì em muốn cần đi. Hết thử thách chưa? Dạ hết rồi. Trời ơi, anh ơi, đi uống quá em ơi. Đi. Trời ơi, mực quá. Trời ơi. Vừa rồi chính là những thử thách vận động rất thú vị dành cho các nam nghệ sĩ của chúng tôi, giúp cho họ đốt cháy khá nhiều calo. Và việc tập thể dục trước mỗi bữa ăn cũng sẽ giúp cho bữa ăn ngon miệng hơn quý vị nha. Hãy duy trì tập luyện thể dục thể thao tại nhà. Và bây giờ sẽ là phần cảm nhận sau khi thưởng thức từng món ăn ngon dành tặng cho từng nghệ sĩ sau phần chế biến của các bạn khán giả hâm mộ. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đây, kính thưa quý vị, hai thành phẩm, hai siêu phẩm của hai người đẹp ngày hôm nay đã chế biến ra để dành tặng cho anh Lê Huỳnh. Chúc mừng anh với tình cảm của hai bạn đã dành cho mình. Một bên là bò bít tết, còn bên là tôm súp bơ ha. Bây giờ hai món này nè, về ngoại hình anh có đánh giá gì không? Ngoại hình thì anh thấy là bắt mắt lắm á. Nhưng mà giờ cái nếm vô cái vị thì mình không biết sao thôi. Dạ, với hai món này thì anh muốn thưởng thức món nào trước? Steak trước đi. Dạ vâng, xin mời anh. Cái món steak này làm đẹp nha. Bò ở đông cho nên dạ, nó hơi hỗn hợp tí. Dạ, miếng bò cũng mềm quá ha. Mềm ghê ha, thử nha. Dạ. Trời ơi. Chào anh. Cái này nha, nói thiệt nha, ăn cái này xong á. Dạ. Uống nước hơi nhiều á. Ủa sao vậy?
Em đêm hơi lố tai. Ngon á, thơm. Miếng bò cũng rất là vừa ăn, nhưng mà có cái là hơi bị mặn. Dạ. Đại muối hơi rố tai chút. Dạ. Ta chỉ cần vậy thôi để mà rồi. Xương xương thôi. Dạ. Nó ngon. Nhưng mà đó là lý do tại sao cô ấy đã kèm thêm là rau nè, rồi với khoai tây nữa ăn cho nó hòa quyện anh. À. Nó là một hỗn hợp. Thì đúng rồi, nếu mà ăn không cái này đó thì nó mày có thể là ăn chung với lại khoai lang tây chiên nè. Dạ. Với salad với lại cà thì chắc có lẽ là nó vừa. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, anh bây giờ uống nước. Bây giờ thì xin mời anh Lê Huỳnh sẽ thưởng thức món tôm sốt bơ. Nhưng mà giờ thử trước coi cái này nha. Mùi hương như thế nào? Vị ra sao? Ngon. Ngon. Em nêm nếm rất vừa, ngon. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Cái bơ thơm. Dạ. Yeah. Như con cái, em muốn ngon nữa em phải lột cái vỏ ra. Em đừng để vỏ. À. Tôm sốt bơ như hầu như người ta không có để vỏ. Ta phải lột rã của em xẻ giữa ra cho nở con tôm ra. Cho nó nở tôm tròn lại vậy nè. Cái bơ nó quá nhiều. Nhiều hơi ngấy đúng không? À, nó hơi ngấy. Cả hai món đều có một chút xíu gì đó nó hơi thiếu thiếu. Bởi vì sao? Đây có thể là lần đầu tiên các bạn chế biến món này, nên không biết là anh Thi qua món ăn này em muốn chúc anh Lê Huỳnh điều gì nè. Em chúc anh là thật nhiều sức khỏe. Bây giờ là mình chỉ có một sức khỏe thì mới sống thật tốt thôi. Đúng rồi, anh thích nhất cái câu chúc của em đó. Cảm ơn anh Thi. Cảm ơn anh Thi. Còn với Sơn Nguyễn thì sao nào? Còn em thì bạn đã chúc sức khỏe rồi thì em chỉ chúc anh trẻ mãi thôi, cứ lúc nào cũng tươi vui như bây giờ, yêu đời như bây giờ. Trời ơi, hai bé chúc anh đều thích hết. Người chúc sức khỏe, người chúc trẻ mãi, vui vẻ, yêu đời, cái đó là số 1 rồi. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và đây, thành quả sau bao nhiêu công sức của hai người đẹp đã nấu ăn cho anh Trương Thanh Long. Và đây chính là món quà vô giá ngày hôm nay để bù lại năng lượng mà anh đã đốt cháy nãy giờ. Dạ, nãy giờ coi như là sơ sát luôn đó. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy món ăn là chỉ muốn ăn hết thôi. Nạp năng lượng. Ủa, sao đầu giờ anh nói anh kén ăn lắm mà. À không em ơi, nãy giờ mà kiểu quật qua quật lại tôi thấy là phải nạp năng lượng thôi. Thì anh muốn thưởng thức món nào trước? Nãy giờ là cái phần thắng là phần thắng vòng thứ ba. Dạ, dạ, dạ. Là của người đẹp bên này. Dạ, của Huyền Trang. Là Long sẽ ăn thử món này trước. Cái dĩa nè, trời ơi, trình bày rất là hoành tráng luôn nha. Đây anh lấy cho em nha. Rồi mời Huyền Trang. Dạ, để em bỏ đây. Rồi. Ăn lịch sự không anh? Dạ, ngay. Anh ăn. Dạ, rồi. Ăn trực tiếp luôn em. Ồ thơm em ơi. Wow. Anh thấy rất là đậm đà. Lúc đầu thì thật sự là không có nghĩ nó ngon đến như vậy. Nhưng mà thật sự đến bây giờ ăn thì ngon quá đáng luôn. Hóa sảy. Hóa sảy à. Chà Nguyên, em thấy hồi hộp không? Chứ món ăn cũng ngon quá. Khi mà Long ăn món tôm thì Long sợ nhất những cái món mà khi mà con tôm á, mình không có cảm giác được độ tươi của nó. Dạ, đúng rồi. Mà ở đây thì cái vỏ giòn, gia vị nếm cũng rất là vừa miệng. Và bên cạnh đó là cái con tôm mà khi Long ăn vào thì Long cảm giác là nó ngọt và vẫn còn tươi. Ngọt, đó là người phụ nữ của gia đình có kinh nghiệm. Mình làm một miếng nước nè, rồi để mình món thứ hai nè. Dạ. Đây là món bò cuộn kim châm. Món này về vẻ ngoài là quá xuất sắc luôn. Mà mình nhà hàng đúng không? Bảo vệ môi trường. Đúng rồi. Sử dụng luôn ớt chuông để làm cái chén nước chấm. Ok. Cái này là điểm mỹ thuật hiện giờ là cũng khá cao đó. Điểm mất. Em có cần phải ăn không? Chứ phải có em chứ, phải có em chứ. Dạ. Cái này là mình phải quậy lên đây nè. Đó. Ok. Wow. Đang đói nữa, khung giờ này đói bụng lắm quý vị à. Mình xem xong chương trình này mình làm mình ăn liền được. Vậy em xin phép nha. Trời ơi, ngửi mùi, cái mùi bò đã thơm rồi. Cái mùi sốt, nước sốt anh. Cái mùi nước sốt nó thoang thoảng, nó chua chua, nó thơm, nó đậm, nó nước tương lắm. Sau khi ăn cái cuốn này xong là kiểu giống như là bị bây giờ cảm thấy bị căng thẳng. Bị mê hoặc luôn anh ơi. Ăn cái miếng bò cuộn kim châm này em có nhiều cảm giác lắm. Cái mềm của bò, cái giòn của ớt Đà Lạt, rồi cái dai dai của ớt kim châm, của nấm kim châm. Đó, nó quyện vô với nhau, rồi thêm phần nước sốt nó đậm đà, xuất sắc. Bấn loạn, hai cái nhà hàng là hai cô gái này đúng. Quá xuất sắc. Quá giỏi, giờ sao ta? Bây giờ sao ta? Dạ. Với cái món này thì thật ra giống như là Hoàng kể đó, là khi mà Long ăn vào là Long cũng sợ là khi mà nếu mà nấu thịt bò mà quá chín thì nó sẽ bị dai. Khô nữa. Và khô. Nhưng mà cái này ăn vào nha, lỡ trong cắn vô thì chảy nó lại nước rất đó. Mềm. Vừa chín tới, không quá tái. Món ăn nào là món ăn chiến thắng ngày hôm nay? Một là tôm sốt trứng muối của bạn Huyền Trang. Hai là món bò cuộn kim châm của bạn Phương Quyên. Như vậy là món bò cuộn kim châm đã giành chiến thắng ngày hôm nay. Chúc mừng bạn Phương Quyên. Kính thưa quý vị, như vậy là hai món ăn ngày hôm nay đến từ bạn Tường Vi và Nhật Lệ đã hoàn thành. Và các bạn được giải thoát ra khỏi thử thách của mình. Và bây giờ thì wow, thơm.
Đúng rồi đó, tất cả các giác quan được đánh thức rồi. Về thị giác thì nhìn rất là ấn tượng và đẹp mắt. Đẹp nha, trang trí khéo léo quá. Giờ món nào trước người ta? Theo anh thấy thì món này dường như là nó món khai vị. Đúng là món khô trước. Xong tới món nước sau. Chúng ta sẽ thưởng thức mực dồn thịt chiên giòn. Với món ăn này thì em muốn gửi gắm tình cảm của mình ra sao dành cho anh Tài? Em chúc anh ngon miệng thôi ạ. Vậy thôi, hương vị biển. Ăn ngon miệng thì mới có nhiều sức khỏe. Mời Tài. Trời ơi, mực nó tan ở trong miệng. Tan luôn. Cái nó trào thịt ra ngoài. Ồ, cái vị thịt đó mà nó được nêm nếm đồ này nọ, nó vừa miệng á. Ngoài dùng thịt xay ra thì em có dùng thêm là rau mực. Thì thay vì bỏ cái phần rau mực đi thì em có dùng cái phần rau mực đó. Đúng, trộn có thấy cái phần rau mực nằm bên trong. Dạ đúng trong. Rồi, giòn giòn. Để cho nó sẽ, đúng rồi, nó sẽ giòn giòn. Ngoài cái vị thịt nó sẽ giòn giòn, nó dai 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 ở trong nữa. Mình ăn món này nó đậm đà, nó ngon rồi, nó vừa miệng quá. Thì đó, bây giờ mình phải quay trở lại với điểm xuất phát. Mình nếm món bò nấu với đậu như thế nào đây? Với món ăn này thì em muốn gửi lời chúc như thế nào đối với anh Tài? Với món ăn này em chúc anh Tài có nhiều sức khỏe để thực hiện công việc đi quay là đi tốt. Làm nhiều đúng không em? Cảm ơn em rất nhiều. Đậu mềm không? Mềm. Bị sướng không? Không. Ngon đấy. Cả hai món đều rất ngon. Mà nấu cũng cái độ cay vừa phải thôi. Sợ cay quá tạ ăn được. Bây giờ bạn tập trung lựa chọn một trong hai món này. Món nào giành chiến thắng ngày hôm nay cùng với khẩu vị ngôi sao? Để chọn một trong hai thì giống như đang làm khó em thiệt anh. Thì bây giờ món nào gây cho em nhiều ấn tượng nhất? Em chọn bò nấu đậu thắng cuộc. Cảm ơn anh Tài, như vậy là chúc mừng bạn Nhật Lệ, bò nấu đậu ngày hôm nay đã giành chiến thắng. Bên cạnh đó là một tràng pháo tay để cảm ơn bạn Tường Vi rất là nhiều. Phần thưởng dành cho người chiến thắng với món ăn đã chinh phục được tình cảm và sự ấn tượng của các nam nghệ sĩ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hãy tiếp tục theo dõi chương trình vào lúc 17:50 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7 với chương trình Khẩu vị ngôi sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.